99 đó. À, mấy cô còn la nữa, lần này để con mau biết được cổ sẽ lôi ra ngọ môn chém đầu ngay. Đúng là mong mỏi nổi mụn nhọt hết biết nói nè, người nào nhận qua lẹ lên đi. Cô Tiên chắc chắn phải cô Apple. Tôi cũng muốn lắm, nhưng anh đâu có nhiều tiền tặng cho tôi bó hoa lớn như cô vậy. Xin. Tôi cũng muốn nữa. Gái lớn cái nhỏ. À, James hả? Quen được anh nào không báo cho tụi tôi biết. Trời ơi, nhảm nhí vừa thôi. Sao anh không nói Alex bào tặng tôi đi. Để coi không biết tấm thiệp này của ai. À, cô Mau, cô Mau. Trời ơi, cô Mau. Trời ơi, Tiểu Tuệ, có người tặng cho cô bó hoa lớn dữ lắm nè. Sao, sao? Lại còn không phải là hoa hồng Trung Quốc tầm thường. Nè, loại hoa này không phải là dẫn chơi đâu nghe, mắc lắm đó. Lần trước muốn tặng cho bạn gái của tôi á, tôi cũng thấy tiếc, lại còn tặng đúng 99 đó. À, tôi biết rồi, chắc là anh biết sinh nhật của cô Mau là 9 tháng 9 cho nên mới tặng 99 đó hoa hồng, đúng cái lòng nha. Cô Mau thật ra ai tặng cho cô gì? Một người mãi mãi mến mộ cô. Biết lãng mạn như vậy, tôi thấy chắc chắn là nghệ thuật gia. Trào lưu đang chuyển sáng kiến, có thể là một người tình rất là lãng mạn đó. Và tôi hay là đừng có đoán mò, đừng đoán mò nữa, làm việc đi ha. Chà, cô sướng thiệt nha, bó quà lớn như đúng vậy. Phải lớn thiệt đó. Chẳng phải là cổ muốn đòi bỏ hay sao chứ? Im đi. Thiệt là ganh tị muốn chết à, bó quà còn lớn hơn lavabo nữa. Trời ơi, cả cô Mau cũng có người quan tâm, tôi thiệt khổ. Tiểu Tuệ có người tặng quà, có tình yêu, có tuổi xuân, có sắc đẹp, mình sẽ được sống yên thân rồi. Thôi được, lát nữa gặp lại, bye bye nha. Ủa, cô Mau. Hả? Cô mang theo bó quà đi. À, phải, phải, phải. Cô Mau, cô đừng trách tôi nhiều chuyện nha. Tức là thông thường người ta nhận quà là chỉ dùng để trưng ở công ty cho nó có quà thôi. Tức là nếu mang về nhà thì hơi mới lạ đó nghe. Làm gì vậy, bộ con thấy ganh tị hay sao? Đem về nhà không thể ra quà, chỉ có con quà con nhà mới sẽ quà hết hay sao? Thì đó. Thì đó, theo tôi thấy lát nữa cô Mau có hẹn với người đó ăn cơm. Vì muốn tỏ vẻ tôn trọng người đó nên mới mang theo bó hoa ăn cơm với người đó là đúng nhất. Chúng ta bắt chước cô Mau mang theo bó hoa đi. À phải, cô Mau có hẹn với người mãi mãi ngưỡng mộ cô ở đâu vậy? Gái lớn gái nhỏ thì có hẹn với trai lớn trai nhỏ đi ăn ở buổi tối lãng mạn. Còn Simon với cậu Minh có hẹn với bạn gái rồi. Còn tôi hẹn với Mau Mau đi coi kinh kịch. Còn tôi có hẹn ăn cơm với khách người giống như Brad Pitt á. Còn anh Lạc á, chắc là anh có hẹn với Michelle phải không? Đó, chắc là vậy rồi. Dĩ nhiên rồi. Anh muốn sáng đêm như mọi hôm đi khắp bờ biển chơi đúng 7 ngày. Ý chết, còn nữa Tiểu Tuệ à. Tối nay tôi và Mau Mau về khuya lắm, nếu cô về trước đừng cài cửa nha. Chị cũng nghe cô Su nói rồi đó, tôi có hẹn đi ăn cơm rồi, tôi đâu có về sớm được đâu, thiệt tình. Ngày nào ngày nấy đều có chỗ đi, tôi cũng yên tâm. Bó quà nặng quá tôi không mang theo đâu, tôi phải đi ngay đây, có hẹn với Mau Mau rồi. Đi nha. Đi thôi. Alo, Michelle, sao hả? Hả? Em lại tăng ca. Dĩ nhiên rồi, công việc quan trọng hơn mà. Nè, em đừng để anh biết em về nhà sớm hơn anh nha. Nếu không anh sẽ không mở cửa cho vô. Vậy đi. Hello. Ủa, chào cô Mau. Sao hả? Bó quà này có được không? Hài lòng vô cùng, tiệm của cô chuyên nghiệp lắm, ai trông thấy cũng khen hết á. Dĩ nhiên rồi, lúc cô gọi điện đến đặt quà đã nói là không lấy quà tầm thường. Quốc kim hương của Hà Lan á thì cô nói là không chịu. Lan của Singapore cô cũng nói là không thích. Cực khổ lắm á, tụi tôi mới tìm được bó quà hồng đặc biệt này đó. Vậy là đúng nhất á, tức là mất công giống như đi chơi vậy. Mặc đụng kiểu áo, đụng qua đụng lại không có hay đâu. Thật ra nói gì thì nói nha, những người tự mua quà cho mình á thì tôi thấy nhiều rồi, nhưng kén chọn giống như cô thì tôi chưa từng gặp. Bao nhiêu tiền vậy? Cô cho xin 1,200. 1,200? Trời ơi, mắc vậy sao? Cô Mau à, loại hoa này là đặc biệt. Là hoa hồng đặc biệt được nhập từ Hy Lạp, có phải không? Tôi biết, nếu mà khó kiếm vậy hay là tôi bớt 20% nhiều cho cô. Bó hoa vậy mà 1,200 lượng, thiệt tình làm cho mình cầm đến nỗi mỏi cả tay luôn à. Khổ nổi lúc ở công ty làm thẳng tay quá, bây giờ không thể về nhà được. Nếu để tình đề tiện đó biết được hả, cả đời mình cũng đừng mong gặp ai. Thiệt tình. Xa, món đó nó chua lè. Không ai đi ăn với mình cũng không sao, mình tới khách sạn ha, ăn buổi tối thiệt là ngon. Ở đó thiếu gì người vui với mình chứ. Mau Tuyết Tuệ. Cái gì đây? Đừng có than. Người yêu của mày vì chén cơm của mày đang không ngừng cố gắng một mình mày được ăn sâu cá viên là hạnh phúc lắm rồi. Nhưng mà gã đàn ông cặp bồ này không có may mắn đâu, thứ này phải cay suốt đời. Làm thêm sâu nữa đi. Khó liền. Đứng đây, 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 đứng
Người sao quan từ trên cao xuống vậy? Tại sao lại ở đây vậy? Sao cô nói có hẹn? Đúng là tôi đã có hẹn, nhưng mà tôi nghĩ lại, bó hoa lớn như vậy mang về nhà cái đã, không tìm được chiếc taxi nào đủ rộng để chở bó hoa này. Sao nói có hẹn với Michelle mà hả? Tôi muốn tìm bó hoa thiệt đẹp cho cổ, nếu không tìm được tôi sẽ không gặp cổ. Thôi trả cho cô nè. Ê, tính sao đây, trời mưa rồi. Loại hoa này hả, hệ thống nước là héo ngay. Dạ, vậy tính sao đây? Tính gì nữa, đem về nhà lập tức cắm lên đi. Lại lên đón taxi đi. Sao lại kêu tôi đón chứ, anh là đàn ông mà, dĩ nhiên anh phải đón rồi. Lại lên đi. Phải để lại vài cái lá này chứ, không phải cắt trụi lũi cắm nó vô bình như vậy đâu. Tôi đâu có biết đâu, tôi nghĩ tìm hoa là chỗ chuyên môn, họ cắm thế nào thì tôi cắm y như vậy thôi. Hèn chi cô nói hoa biểu lộ sự héo tàn đó. À, hay là thả con tiểu cường ra ngửi mùi thơm của hoa đi. À, nó thích lắm đó. À, cái thằng quỷ này vừa mập ra vừa bóng trơn luôn á. Dĩ nhiên rồi, ngày nào tôi cũng cho nó ăn hết mà, nó được ăn sung sướng mà. Tôi định là sẽ giúp cho nó giảm cân đó. Được lót bằng lụa đẹp lại ở biệt thự nữa. Nè, mày có quen không vậy? Nó thích ở đây là đằng khác à. Nè, thiệt tình á, tôi thấy nó cũng đáng thương lắm. Nó rất nhớ anh nha. Nếu rảnh rỗi anh nhớ qua thăm nó đó. Được rồi. Tôi tính á, này mai mua 2 cái bánh bỏ vô trọng để nó tập thể dục cũng được, phải không? Giúp cho nó giảm cân mà. Phải vậy thôi, lâu nay bụng nổi 6 cục, bây giờ biến thành một đống thịt mỡ, không biết sao tán gái đây. Có kìa, nó không có chịu anh thấy không? Chết thiệt nha. Thằng quỷ này trước mặt người ta mày phản đối kịch liệt, mày thiệt vô lễ quá đi đó.